Đến bây giờ dù ba gả con cho gái của ba cho con rồi, bây giờ ba có hối hận không ba? Dạ hối hận cũng muộn rồi, dạ hối hận cũng muộn rồi. Dạ rồi cứu tôi, cứu tôi. Quá trời. Chứ ba thấy cái vàng mà bầu trước của Quỳnh á, ba phải so sánh. Bây giờ hả, ai mà bằng con. Cho nên dù nhiều khi mà ba thấy con bày hay vậy thôi, nhưng mà con thương gái ba. Chứ mấy bạn trước rồi nhiều khi về đồ này nọ ấy lắm. Lâm nó cũng hai bài hài, Lâm nó cũng hai bài hài vậy. Hài quá Lâm. Anh tại vì không có ba em bị cái tính, cái OCD là cái gì vậy? Kỹ tính hả? Nó không kỹ tính lắm, có nghĩa là trong nhà anh là không có nghe tiếng gì ngoài tiếng hút bụi hết. Không, ba em là khó chịu quanh năm á, thì cái mặt của ảnh là lúc nào cũng nhăn cũng quạo gì hết á. Có nghĩa là chưa bao giờ thấy cái nụ cười của ba luôn. Vậy hả? Chưa cười nè. Đó, giờ mới cười nè, cười mỉm mỉm nè. Lâm nó cũng hai bài hài, Lâm nó cũng hai bài hài vậy. Hài quá Lâm. Anh tại vì không có ba em bị cái tính, cái OCD là cái gì vậy? Kỹ tính hả? Nó không kỹ tính lắm, có nghĩa là trong nhà anh là không có nghe tiếng gì ngoài tiếng hút bụi hết. Có lẽ hút bụi 24/24 luôn. Một ngày ba hút bụi mấy lần ba? Chắc cũng 90 lần. 90 lần. Hay ho lắm. Em biết không? Có nghĩa là anh nhà nó sạch bóng á, anh đi không bao giờ mà thấy một cái bợn nha, cái nồi dẻ lau cái bếp á. Anh thấy nó cũng gọi là nó ngay ngắn, nó bốn góc như cái khăn mù xoa mà ngày xưa cô giáo mà dạy mà đeo ngay đây nè. Cái muỗng múc cơm thì nó cũng phải ngay ngắn chỗ đó. Cái thao giặt đồ, cái rửa chén, nói chung là tất tần tật nó đều ngay ngắn ngăn nắp hết. Mà ở nhà là lúc nào cũng nghe tiếng hút bụi hết, không bao giờ nghe tiếng bà mẹ vợ. Sớp nhân viên là không bao giờ được qua cái nhà của anh hết. Thấy một cái dấu chân lạ thôi là có nghĩa là không la không chữ, nhưng cái sắc mặt là thấy cái chân mày nó chiếu lên cái là biết có ai đang vô nhà. Vậy đó hả? Dạ. Trời, con để nó hiểu ba thôi, giờ quá trời quá đất hả? Dạ. Ví dụ như một nhân viên đi chạy vô một cái để lấy cục hàng đi, là anh cầm cái cây hút bụi là anh hút liền, anh hút liền, anh lau liền, phải làm cho sạch. Có ai mà đụng tới lì vô Lâm là anh xách cái máy hút bụi ra liền đúng không? Hao hao hút bụi, xong rồi giặt đồ nữa em. Giặt đồ có nghĩa là bộ đồ không cần biết ở đâu nha. Anh Phố Hồ Chí Minh em đem về cái bộ đồ anh chuẩn bị chịu live stream. Anh vừa để đó thôi lát mất. Hỏi đâu đi. Nằm trên xào đồ lụm giặt. Thấy đồ dơ là giặt, thấy đồ dơ là giặt. Mấy cái đồ nhiều khi mình còn gấp quá mà đang phơi rồi sao anh? Thì đó anh cứ nói Quỳnh hoài. Ví dụ anh giặt mà đồ diễn của anh á, với cái áo này nè, cái anh bỏ vô cái máy giặt á, xong cái nó bị dính màu. Xong anh bỏ. Và đó giờ Quỳnh nói ba cái vấn đề đó. Có, nó có giận mấy lần. Mấy lần hả? Nó dặn ba làm sao? Nó dặn bây giờ đồ gì của anh Lâm á thì để cho anh Lâm tự tính chứ mà đừng có giặt. Mà ba vẫn giặt? Đôi khi mình không biết mình cũng phải lấy giặt, tự nó dơ mà. Em thấy mấy bộ đồ ca sĩ, bộ đồ đỏ đỏ của anh mới đây không? Dạ, dạ, dạ. Anh giặt cái ra màu hồng luôn. Thấy thương lắm, có nghĩa là thấy là giặt, thấy là giặt. Nói chung là kỹ, từ cái cầu thang, từ cái hộp bụi là không có luôn. Anh nói là ba, bây giờ con sẽ muốn cho ba hai bà vú. Một bà hả sẽ giữ em, một bà sẽ ngồi lao cho ba hết. Nói hoài, không chịu là không chịu. Nó là em không hợp với ba vợ đúng không? Không phải em không hợp, nhưng mà em... tại vì em đi làm về 11 giờ đêm, 12 đêm, dù nhiều khi em bớt tô cơm ra. Quỳnh nó đâu có lo cho em đâu, giờ lo một bầy con ngồi bớt cơm ăn. Vừa bớt cơm ăn thì em sẽ để đó. Vợ em mới nói là để nó rửa. Nhưng mà ba thì ông nhanh lắm, ông thấy cái chén là ông tiêu diệt liền. Cho nên ông lại ông rửa trước. Ông rửa trước cho ông cằn nhằn. Mà từ đó giờ chưa thấy cằn nhằn anh nha. Mà ba có cằn nhằn vợ con không? Không, ba không có cằn nhằn, nhưng mà kiểu như mình thấy nó không được kỹ đó, mình tự động mình làm thôi. Lâm ơi, Lâm của ngày xưa đó, hát Lâm bây giờ thế nào? Cái ấn tượng Lâm cái hồi xưa thì nãy đã nói rồi, bây giờ cái ấn tượng là một cái điều này, em thấy nó là trong người diễn hài. Sau này nó lên cái được cái bản San Hara vẽ. Nhưng mà nói chung ra gia đình không biết. Tới chừng bắt đầu mấy nổi, anh nổi trên mạng á, rồi bắt đầu bé nhà nó là ba ơi anh Lâm ca có bản nhạc này nổi lắm. Mới mở biết mở ra coi chúng đâu có biết. Là ấn tượng cái điều đó thôi. Ấn tượng cái ra vẽ đó hả? Ủa, đúng rồi. Bao nhiêu năm làm diễn viên là không ấn tượng nha. Thì nói chung ra mình coi thì mình cũng vẫn coi, nhưng mình cũng đâu có dám nói cái gì. Thà là để người ngoài ta đánh giá hay hay là dở thôi, chứ mình đâu dám nói gì đâu. Ba thấy có gì mắc cười không? À, nhiều cái thì cũng cười mà nhiều cái cũng cười là có cái nào vui duyên không? Thì cũng có vui duyên. Cứu tôi, cứu tôi. Quá trời. Nhưng mà anh Lâm, thí dụ mà hai cha con mình có những cái mà gọi là khắc 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 với nhau á. Khắc khẩu hả? Dạ, có những điều mà không hợp nhau đó thì hai cha con mình chắc cũng không nói thẳng với nhau đâu hết. Chưa bao giờ có cảm giác đó. Nhưng mà ba thì ba hút thuốc hơi nhiều thôi. Mỗi lần anh hút thuốc xong anh thèm cháo, cái là anh thung. Nhớ không? Nhiều khi sợ ảnh hưởng thôi. Có bao giờ anh buồn Lâm, anh góp ý thẳng với Lâm không? Thì nói chung ra thì Lâm không có làm gì cho buồn. Vậy sao không nói thẳng với nó luôn? Hay nói thẳng hay sợ mất công, nó có cái ông già vợ khó tính.
mà nói về khó chịu, đôi khi mình áp lực công việc mà về á, mình lại thấy sự khó chịu nữa, mình có không? Ba em là khó chịu quanh năm á, thì cái mặt của ảnh là lúc nào cũng nhăn cũng quạo gì hết á, có nghĩa là chưa bao giờ thấy cái nụ cười của ba luôn. Vậy hả? Chưa cười nè, đó giờ mới cười nè, cười mỉm mỉm nè. Như vậy thì em á, có khi nào em bị buồn với ba vì bởi vì em áp lực ngoài công việc, ngoài xã hội nè, áp lực về nhà cơm áo gạo tiền nè, về mà mình hơi bày hài chút lại bị ba cằn nhằn hoặc ba buồn, mình cũng bị stress vì điều đó. Em mới biết là ba buồn ở đây thôi, vui ba cũng vậy mà buồn ba cũng vậy, em chưa bao giờ biết cái thái độ của ba. Nhưng mà sao anh không gợi anh hỏi? Hỏi em nói như ngoài em ai em cũng hỏi được, mà sao em hỏi ba vợ em? Hỏi là ba ơi ba con có làm điều gì vậy đó. Em không có quan tâm đến ba vợ. Thật ra là em nói thôi anh Linh đừng có gầy em quan tâm, em thương ba em. Thương sao mà ba buồn em biết. Biết là thương mà thương. Ít thể hiện chứ thương. Bây giờ thương gì 60 năm mà nói chưa tới 600 từ. Không biết nói cái gì. Có khi nào mà mời ba đi ăn hay là tặng quà cho ba gì không? Đó, có tặng chứ, tặng để ảnh đau lưng đồ này nọ. Thì hả cũng tặng ghế massage được cho ảnh đồ. Cái gì lâu lâu phải không, hỏi thăm ba gì đó. Đầu tiên là sau câu chuyện này á, dạ, là em về nhà phải quan tâm đến ba vợ nhiều hơn, tâm sự với ba nhiều hơn. Đôi khi mình hỏi một vài ý kiến ba coi. Bữa ăn mình ăn chung không? Chưa có một mâm cơm gia đình nào luôn. Trời ơi, thiệt không anh? Chưa ăn cơm không ba? Đúng rồi. Chưa có một mâm cơm gia đình nào luôn. Ô là trời. Vậy là mạnh ba ăn riêng, mạnh con ăn riêng. Dạ, mạnh ai nấy bới đó. Ăn không được. Ba nấu đồ ăn thì nó cũng không có hợp lắm. Vậy hả? Ba nấu không, em ăn không hợp. Em ăn không hợp, em ăn không được. Còn em nấu, ba ăn hợp không? Em không có nấu. Ba nấu là ba, em là em, ba kể đi ba. Nói chung ra thì... Ba cứ nói chung hoài giờ, ba cứ nói riêng đi ba. Chứ ba nói chung hoài. Bây giờ thằng Lâm nó thủ vị của nó là hảo đường. Nhưng mà bên gia đình bên vợ là không ăn đường. Thằng Lâm thì phải mỗi lần ăn là bà già ruột phải đem đồ ăn lên cho nó ăn. Có ăn vậy đó hả? Đúng rồi. Không ai có ăn, bên đây không có niêm đường luôn, đồ ăn anh có nhà có niêm đường không? Có. Đúng rồi, cái này là ba em không niêm luôn mà, không niêm luôn không ba? Thì mình niêm bột ngọt thôi. Không niêm đường, nghĩa là không niêm đường. Ghét đường, có nghĩa là ngày xưa là có bà nào tên đường giật nợ hay sao là không trả hay sao đó, là hận luôn tới giờ đó. Là không niêm đường, là em ăn không có được anh, cho nên em không có ăn. Ngày xưa là anh với Quỳnh cãi lộn hoài, ăn quá mặn đồ, ăn quá mặn đi. Anh cứ nói là thịt kho chạy thận nữa là biết rồi đó. Có nghĩa là cái vị mặn nó quá là nhiều đi. Mỗi khi mà dù nhiều khi mẹ anh ở dưới nhà mà kho là không kịp hay gì đó, thì anh sẽ tách một miếng đồ ăn ra, xong rồi anh sẽ niêm đường vô, bắt đầu anh niêm tới niêm lui, xong rồi cái anh bỏ luôn. Đây 8 năm. Cái bữa mà lần đầu tiên gặp là Quỳnh dẫn về hay là Lâm tự mò về? Không, lần đầu tiên á là em không biết, nhưng mà nói chung ra là Lâm quen Quỳnh á là một hai ngày sau bắt đầu Quỳnh nó Lâm vô nhà có chơi. Quen mới một hai ngày là Lâm vô nhà đó hả? Dạ, đúng. Lúc anh thấy anh đánh giá Lâm là người thế nào? Lần chưa mới vô lần đầu thì chưa đánh giá được. Tự chẳng qua là mình dòm ngó thôi. Dòm ngó hả? Nhưng thấy trộm hay sao mà dòm ngó thử rồi. Nhưng trộm hay sao mà dòm ngó. Tướng như thế nào thử cái thật lòng thôi thôi. Mình cũng chưa đánh giá được anh. Ý là ngoại hình đó, ba thấy ngoại hình. Ngoại hình thì đẹp. Đẹp nha, đâu ơi đẹp. Tánh tình nữa thì mình chưa biết. Rồi chừng nào mới đánh giá được tánh tình? Sao này đâu mấy năm á. Mấy năm sao, cưới chưa? Là chưa cưới. Chưa cưới rồi. Hai đứa quen nhau tới 6-7 năm. 6-7 năm luôn. Đúng rồi. Rồi sau 6-7 năm là đánh giá con người Lâm sao? Thì nói chung ra hồi xưa là gia đình có bán nước ở ngoài công viên. Nước mía, dạ, bán nó nước mía luôn là đi. Lâm ở lâu lâu là thứ bảy chủ nhật là Lâm ở Sài Gòn về. Dạ. Về là về thẳng vô ngay quán luôn là chơi. Trời, mà không có vô nhà. Nó không uống nhưng mà nó mời. Nó mời khách đồ để cho vô quán uống nước mía. Nó có quắt khách anh, có quắt khách anh. Có nghĩa là cái nguyên cái công viên rất là đông. Mấy chục xe nước mía ở đó. Có nghĩa là miệng ai lớn nhất có thể quắt được khách. Bởi vì cái được cái tao thui à, dành những cặp tình nhân á. Mà cái quán anh nó tuốt ở dưới cái hẻm đó. Có nghĩa là khách mà chạy từ dưới kia xuống á là bị mấy kia nó vớt vô hết trơn rồi. Vớt rồi giờ sao? Thì đó, bây giờ nhà anh làm đâu có lợi đâu em. Mà ở dưới kẹt nữa, hẻm cục nữa anh đâu làm lợi. Mà cái miệng anh quá trời mà. Vừa anh thấy vừa cái đèn vừa xi nhan được cái là anh kêu ui là kéo xuống anh liền. Ui là anh quắt liên tục kìa. Là họ sẽ xuống quán anh liền.
Cho nên ba rất là trong những cái cuối tuần là thứ bảy chủ nhật anh sẽ về để mà có thể quắt khách để mà vô quán nước mía. Là mấy sớm nó ghét lắm em mấy đứa mà bán nước mía trên á, có làm đâu là anh đâu. Vậy là ngày nào ba cũng trong thứ bảy chủ nhật để Lê Dư Võ Lâm về đúng không? Đúng rồi. À lúc đó là tại vì muốn bán nước mía đắt thôi chứ còn để ý gì lắm đâu. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Con gái nó quen á thì nói chung có tâm sự của mẹ nó nhiều hơn. À mình nói mình người nhận ông mà cái nào mình không vừa ý mình nói với bà xã nói là con gái kiểu như thằng đó anh không vừa ý lắm gì không biết thằng này nó quen con mình thật lòng hay không, nó là người diễn viên mà con gái mình là con người bán nước mía, con người bán nước mía chứ luôn. Nhưng mà anh Lâm dạ? Anh có nhớ cái lần đầu tiên gặp ba anh là dịp gì không? Cái ngày mà anh nhớ là khi mà anh vô chơi với Quỳnh xong rồi ảnh đi chiếc quay mà chiếc quay của anh nó xấu mà chiếc quay mà cạo sơn mà sơn xịt lùm lum la mà đồ nghề đồ bay rồi tùm lum la với lại cái cây gì cái cây dài là cái gì ba, cây thước, cây thước á, nhìn ảnh như Tôn Ngộ Không vậy đó. Ảnh máng vô cái chiếc quay á, ảnh đèo vô một cái nó dài thòn mà ảnh chút chiếu ảnh chạy thấy thương lắm, quẹo vô cái cô chào bác, cái mặt anh lạnh lùng, cái mặt anh lạnh lùng môi lạnh lùng ít nói đó, cái anh vô nhà luôn là cái ấn tượng vậy thôi đó. Vậy thôi đó hả? Vậy có nghĩa là hai cha con không nói chuyện nhiều đó, giờ cưới Quỳnh thì khoảng quen 7-8 năm nhưng mà hai cha con nói chắc khoảng 600 từ thường thường ở nhà nha. Ba mở cửa cho con, ba Quỳnh đâu, đang tắm hết nước, ba mở nước, ba con Ngọc hết bệnh chưa, là những câu như vậy thôi chứ không có ngồi tâm sự, không có nói chuyện. Anh ngại gì với con rể của mình mới tâm sự? Ngại không phải là mình ngại, nhưng mà cái nghề nó lại khác, cái nghề mình nó lại khác. Vì vô nó ác hết, nó nói hết à, mà Lâm cũng chẳng có biết đường mà hỏi à, ba ở nhà làm cái gì làm cái gì. Đôi khi thằng Lâm nó đi sớm chiều khuya, đôi khi có khi một tuần lễ hai cha con không gặp. Vậy hả? Anh cảm giác là anh hợp điều gì với Lâm? Thì nói chung rằng Lâm nó là không nhậu nhẹt, không rượu chè. Ba chỉ đi ba, đầu tiên sẽ là gì ba? Giờ ông bạc bếp bếp sao? Nước em đi làm cho ba nè, đi ba nè. Đây là lần mà 7 năm trong đời mà ba được ngồi mà ba gọi là chỉ tay năm ngón đúng không ba? Ba bắt đầu lấy giá quậy nuôi lên. Để nước sôi mình bỏ miếng dầu ăn đi, bỏ miếng dầu với miếng muối nuôi đi. Dầu ăn chi ba? Cho nó mềm nuôi á, lấy giá quậy nồi nuôi lên. Lấy giá quậy nồi nuôi lên. Cái giá đây cái... Mà đến bây giờ dù ba gả con cho gái của ba cho con rồi bây giờ ba có hối hận không ba? Dạ hối hận cũng muộn rồi, Chó rồi cứu tôi, cứu tôi. Quá trời. Chứ ba thấy cái vàng mà bồ trước của Quỳnh á, ba phải so sánh. Bây giờ hả ai mà bằng con. Cho nên dù nhiều khi mà ba thấy con bày hề vậy thôi, nhưng mà con thương gái ba. Chứ mấy bạn trước rồi nhiều khi về đồ này nọ ấy lắm. Chẳng là sao vậy nè, em không có tạo niềm vui cho ba em chịu lắm. Trời ơi em là tự ba không nói. Niềm vui của ba là gì ba? Ba nói đi con sẽ tạo niềm vui cho ba. Ê con nói giùm cho, niềm vui của chú là được nói chuyện với anh Lâm đúng không chú? Đúng rồi. Đó thấy chưa? Không hỏi. Chiều về con nói đúng 1 tiếng đồng hồ nha. Ba nghĩ con live stream, con live lần 3 tiếng con không mệt nha. Trời ơi, cứu tôi trời ơi. Không nhưng mà dù nhiều khi á, những cái hành động nhỏ nhặt của ba tự nhiên làm em xúc động lắm. Ví dụ những đồ diễn, ví dụ như những cái đồ lót đi. Ba giặt giùm anh luôn á. Nhiều khi anh cảm thấy những cái điều nhỏ nhặt đó, anh cảm thấy anh rất là xúc động luôn. Tại vì khi mà mình về làm rể á, mà mẹ vợ thương, rồi ba vợ cũng lo luôn, mà vợ hiền luôn. Đó nói chung á, ai nói ở rể là khó khăn, ai nói ở rể là cực khổ, nhưng mà đối với em ở rể á, em cảm giác em hạnh phúc lắm bởi vì có những người xung quanh em. Ba em đã làm em những điều nhỏ nhặt nhất, vậy thì em đã làm được gì cho ba vợ? Em thương Quỳnh, lo cho Quỳnh cuộc sống tốt nhất. Và hiện tại tất cả mọi thứ ba vợ, mẹ vợ là anh lo hết. Anh nói là hả cần cái gì là con có thể không có nói nhưng mà em nói vợ em. Ví dụ như đi Tết là nhiều khi anh không có thời gian sắp xếp để đi, nhưng mà anh cũng nói với mẹ là với ba là chở gia đình đi. Thấy thương lắm, bà mẹ anh á, nhà bà cứ lụm ba cái đồ ve chai nhà anh bán xốp á, nhiều khi có mấy cái giấy này nọ đó, cái bà gom xong bà gom năm có bà mua chiếc lắc, em thấy đau lòng không? Tặng anh hả? Không có, bà mua bà tự đeo thôi. Cái nói Quỳnh ơi, trời ơi em thích thì em cứ mua cho mẹ đi, sao mà để mẹ gom đồ ve chai mà để mẹ dành dụm mua chiếc lắc. Mà lắc không phải lắc đặt nữa mà lắc bọng á em. Cái lắc mà nó rất là bự nhưng mà trong nó bọng. Nhưng mà sao anh biết vậy, mẹ khoe không? Mẹ khoe mà khoe đứt ruột không em? Tên gì? Tên gì? Tên gì đó
hay là lạc da để da con cũng được. Để dài thì bạn của chị Thư Hủy rồi. Dạ, muốn hỏi làm cái gì luôn. Thư Hủy thì chắc là phải giới thiệu một ca sĩ rất là quen thuộc với mọi người rồi ha. Với vũ đạo rất là đẹp. Thôi bây giờ sẽ đi xa những ngày xưa đó, lúc mà chị gặp cô dâu này đầu tiên đó. Lần đầu tiên đi gặp chị ấn tượng gì với cô này? Lần đầu tiên con ra chị nó rất đẹp. Chị thấy hiền dễ thương. Lúc trước khi gặp chị có coi truyền hình người kia biết ca sĩ này chưa? Chị cũng có biết. Thì chị cũng có gặp tình rồi đúng không? Chị không biết tại sao con trai mình vẫn về đúng không? Con trai chẳng nói sao? Nó là bạn gái của con. Anh giới thiệu là nói mẹ bạn của con là ca sĩ. Thì lúc đó chị cũng thấy có vẻ tò mò. Chị nói là ca sĩ thì nó cũng khác với người bình thường. Đấy là khác gì vậy mẹ? Khác gì? Là mẹ chào biết đúng không? Khác gì? Liên, mai liên. Cái chị cũng ngạc nhiên luôn, chị kêu
Hồi đó thì chị còn bận nhiều việc lắm, chị làm hoa hoa xuất khẩu, hoa trong nhà kính đó. À, hoa ly, hoa kia hả? Đó, chị làm hoa xuất khẩu, hoa nhà kính đó. Thành có công làm nhưng mà chị phải ra vườn chị coi công. Về thành suốt ngày chở vào vườn, chị không ở nhà. Rồi kia luôn, cái chị nói, ờ vậy thôi con ghé mua lẩu bò đi về về ăn luôn chiều. Nhưng mà về trễ lắm, không có nấu cơm kịp. Lúc mà chị xách xe chị chạy về thì chị thấy hai đứa đứng chỗ bên hè rồi không có cửa vô, đứng ngoài cửa không có gì khó. Hôm mới đầu chị ngừng xe cái chị thấy dễ thương ghê á, người nhỏ trắng xinh xắn ở đây. Cái chị ngạc nhiên, chị nói sao nó là nói là ca sĩ mà lớn tuổi hơn con đó. Cái gạt anh em lớn chờ bao nhiêu tuổi con? 11 tuổi với anh muối vậy đó. Chị sẽ 83, anh chờ bao nhiêu? 94. Bởi vậy mẹ mới kêu sao nhìn nghe bằng nhau á, không tiếc luôn. Nó nhìn nghe tuổi giống như con này cũng già hơn luôn. Nhưng mà lúc đó là anh có chia sẻ với con là chị là lớn hơn 10 tuổi không? Có. Thì lúc mà gọi điện kể chuyện cho cô á thì cảm ơn mẹ ơi, con không quen với Thủy là ca sĩ nhưng mà lớn hơn con tới 10 tuổi. Nhưng mà có cái điều quan trọng là anh có chia sẻ cho cô nghe cái hoàn cảnh của chị Thủy không? Có luôn. Cô sợ không? Cô lo lắm không? Lúc đó thì cô hơi lo. Cô nghĩ không biết rồi. Rồi con mình nó quen rồi, có đi tới tương lai, có gì mai là quen chơi thôi. Thì cô với chú cũng nói cũng chưa ra sao đây. Rồi lúc đó cô cũng lo. Con mình còn trẻ quá. Con mình còn trẻ quá. Thủy thì em hiểu. Sao chị? Thủy thì đã có chồng, có đứa con rồi đó. Nhưng mà lúc về thì không có dắt con về. Có hai đứa về đâu, về lần đầu tiên đó. Có hai đứa về đâu. Rồi bao lâu mới dắt con về? Lần sau về thì khoảng chừng tháng sau á. Thì cô chị mới nói về thì nhắc con về chơi cho biết, cho cô biết. Rồi lúc kia rồi về. Nhưng mà cái tin động trời đó là lần đầu tiên em gặp á, em gặp ba mẹ em á, là mẹ em với ba em là nói là không có biết là con quá khứ như thế nào, nhưng mà ba mẹ thì mong là dù như thế nào chăng nữa thì cũng yêu nhau thì cũng phải có một cái đám cưới đàng hoàng. Đó là ngày đầu tiên luôn, bước vô nhà là ba mẹ em là nói như thế rồi. Tất nhiên em cũng áp lực đó, kiểu giống như là không, ý là kiểu giống như là muốn nói cho chị biết là phải quen đàng hoàng chứ không phải là quen như kiểu là cho có người để mà đỡ buồn đó, là em bị áp lực cái đó. Nhưng mà rồi cuối cùng thì ý đó, ý là ba mẹ em trân trọng em, muốn là em phải có được cái chủ nhiệm rồi, đúng không? Cưới. À, đấy, cái đám cưới. Dạ, ý là ba mẹ là muốn con phải còn có một danh phận đó đó, chứ không phải cái kia. Em chỉ nhô quá chứ. Được làm. Em kêu chị, là ý gì anh hả? Cái ý này anh hỏi ba này được không? Thì mới đầu tiên mà ba kêu đám cưới rồi mà sinh nhật vậy. Bà mới ba chị nói rồi mà sinh nhật gì chưa gì mà đám cưới rồi, ý là mới quen nè, đó là kiểu dắt về nhà để cha mất thôi đấy. Cuối cùng là cái ý khác. Rồi ba mẹ thương em. Dạ thương em. Sợ là trai của ba mẹ giờ đi qua đường mấy chàng trai như sẽ để giờ đi qua đường nữa. Theo anh thì anh không nghĩ đúng như vậy luôn, bởi vì mẹ anh kiểu quá, không ai là nghĩ kiểu khác đâu, không? Rồi có yêu thương.
thương nhau của mình, yêu thương cho mọi người. Cái trai dễ thương. Dễ thương, đi dễ thương lắm. Dạ. Lúc đó thì chị cũng chưa có đứa cháu nào nữa. Chưa có đứa cháu nào nữa, cái thương nó như là cháu ruột của mình vậy đó. À, lúc đó cưới liền luôn. Mà cũng lúc cưới thì cũng năm mấy rồi, là 2 năm rồi, sau đi tổ chức cũng cưới. À, đầu tiên mà lại làm dâu đó, ca sĩ này có làm vui lòng ngày chồng nhưng mà về cứ hát. Yeah, I don't know.
đúng là có chữ thì được. Đấy là không có chuyên nghiệp á, dạ. Không có chuyên nghiệp như là mẹ là ba chồng. Nhưng mà hai bà tôi bôi bà hát với nhau chứ có không? Chị hả? Rồi mẹ chị con chỉ cho mẹ, thì mẹ chị chỉ cho mẹ chồng chị hát cái khúc này thì ngừng nha. Nó to lên lúc này chị hát nhiều lại. Rồi là chị vô ở trong nhà chị vô nó hát không à? Nhà karaoke hai bên nhà là cứ có là karaoke là mở lên hát chứ. Chị giống như vậy nói đúng vô chỗ rồi. Ba chồng em còn sáng sớm anh cầm cái đàn guitar rồi hát với mẹ em rồi ngồi đánh đàn rồi hát. Nghệ sĩ lắm. Hai chồng tôi vừa qua con đàn hát nha. Ước lạnh rồi vừa hát. Thật sự luôn á. Nhưng mà ngoài cái chuyện hợp nhau về thời gian là mình hát rồi, còn chị cảm thấy là mình còn có cái này điều gì nữa không? Hợp nhiều lắm. Chuyện hợp nói chung là trời ơi, tâm đời hợp lắm á. Chuyện hai mẹ con đi một phê luôn. Đấy là cái gì gặp mà Oh.
chị vô tư vậy đó. Có nghĩa là lên sóng thì khéo cỡ nào, nhưng bình thường em nhà là em biết gia đình em sẽ hiểu em, nên mà em nói biết mẹ em không hiểu đâu. Nên em vô tư đó, đó rồi em biết là em nói là ồ vô cái khoán thì cái tiền nước thì bị mắc quá, thật sự rất là mắc và không hợp lý. Thì ý là người thân như nó thì luôn mà ăn đúng không? Nhưng mà mẹ em không hiểu, mẹ cứ nghĩ là nó xéo, nó khéo, à nó khéo chứ mày xéo nè. Nói khéo ờ là mượn cái này nói cái kia, nhưng mà tính của em là không bao giờ mượn cái này nói kia, mà tính là em nói vậy là nói như vậy, nói luôn đó chứ. Em nói thẳng, thẳng là vậy luôn. Thì là mẹ không hiểu, mẹ buồn. Cũng may á, cũng may là mẹ nói với chồng em, em mới hiểu. Mà chồng em lại nói với em luôn nha, chứ không chồng em không giấu nha. Xong sau đó là em nói với ba em, tại vì em lúc đó em buồn, cái là em không hiểu là tại sao mẹ lại hiểu em sai vậy. Tại vì em có thể cho tất cả cho ba mẹ em, em không tiếc cái gì nữa, tại sao mình tiếc mấy trăm ngàn đó. Thì nghĩ buồn là thì em nói với ba, thì ba là ta thôi mẹ hiểu lầm, ba thì ba hiểu con rồi, để ba nói với mẹ, thì là ba là phải nói với mẹ. Xong mẹ cũng tin lại nha. Xong là mà mẹ nói là thôi con đừng, tại lúc đó em buồn quá, em bị cảm xúc, em bị buồn, em bị kiểu hiểu lầm á. Cái ngày em nói em chụp hình em khóc nguyên một buổi sáng luôn, không biết cấp được luôn, sưng con mắt vậy là xong. Mẹ em mới kêu là thôi mẹ hiểu rồi, mẹ ơi đừng buồn mẹ nữa, không được khóc nữa. Lúc em có chụp hình hai mắt riêng nữa em quá chụp mà ba em nói thủy nó khóc sưng mắt rồi. bà nhắn tin cho nó đi chứ không, nó không chụp hình được đâu, là suy nghĩ là đang mất cấp mà chán không đi cũng được, rất là nó sưng lên luôn hai cái thằng cởi cho em buồn. Là từ đó trở đi là hai con hiểu rồi, là mẹ cho là thôi mẹ hiểu tức con rồi, có nghĩa là khi nào con nói chuyện là mẹ sẽ không nghĩ khác nữa, mà mẹ chỉ hiểu là như vậy thôi. Mẹ yên tâm, sau này em cũng giảm bớt chớ đâu phải gì đó, mẹ làm vậy đi, lúc mà lâu lâu bị hố anh chứ em nói cho mẹ mẹ không dễ thế này, con nó có sai mẹ con cái đó thì có hiểu sai đâu, hiểu sai thì mẹ nói con giải thích chứ thật ra là con nói như vậy đó.